cuối cùng thì siêu rô đã xuất hiện rồi. Oh man. Ui, rô 21 Toti cộng 8 ạ. Ui, kinh thật sự. Đó là thật. Nhìn phát ra liền. Bom tấn nổ trong đêm. Ê, tôi cầm tôi treo bán, tôi xóa đi nhỉ. Em re liền. Mới cứng luôn đấy các cậu ạ. Ui, team này đúng đẹp luôn rồi. Ui, vẫn còn dư một kèo rô back to back với lại rô 21 to team nghĩa nè. Thông nó có hai kèo và ngay kèo đầu lên luôn mà. Trời ơi. Ui, quá giá trị. Đối với cá nhân tôi thì kèo rô này là kèo đỉnh nhất rồi ấy. Còn dư ba em á. What the hell? Còn dư tận ba con. Không phải là không phải một con mà tận ba con ạ. Ui, con này bao nhiêu tiền cho anh xin luôn á. Ui, 16.000 tỷ. Kinh nhờ. Thông fan online 4 khẳng định đẳng cấp men. Hai chân 5 năm nỗ lực đến cùng. Ui, thật vinh dự là người đầu tiên được trải nghiệm Ro. Đây, hiện tại tôi để Ronaldo đang ở trong Martin Color Real Madrid. Và chúng ta sẽ xem thử khi mà Ronaldo ở max cấp thì sẽ như thế nào. Hiện tại là cấp 1 và max cấp chỉ số của Ronaldo sẽ là 131. Tốc độ 132, dứt điểm 136, lực sút 136, rút ra 134. Hơi thiếu giải ngân hà. Nếu mà có thêm giải ngân hà nữa thì chỉ số đỉnh hơn nhiều luôn á. Với cá nhân tôi thì cái phiên bản này là một phiên bản mà tôi đánh giá cao nhất. Tại vì là nó sẽ so với kèo 22 Toti ấy, thì kèo 21 Toti dễ xài hơn rất là nhiều. Chỉ cần một kèo này thôi là quá đủ rồi. Thì team color vàng đây. Vậy thì chúng ta cùng nhìn lại đã từ từ. Tại vì vừa rồi tôi bị nhầm á. Đây thì mới là max team color này. Chỉ thiếu đúng cái mấy cái team color phụ như kiểu là giải ngân hà thôi. 132. Ở đây chúng ta sẽ có phôi. Đó là Johan Rai và Gigi Buffon. Rất căn bản. Rất đơn giản. Không phải xếp cầu kỳ xen kẽ các thứ như tôi. Wow. Và đó là Ronaldo. Wow. Không biết cảm giác lúc đấy như thế nào. Wow. Chị Thông cho xin cảm nhận khi mà lên kèo Ronaldo nhỉ. Wow. Nothing special. Cái gì đấy? Nói gì vậy? Thật khủng khiếp. Ôi, cảm ơn Clitito nhá. Được em ơi. Anh tự hào với em. Tự hào về chim mồi. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên của Ronaldo 21 Toti cộng 8 nào. Chắc chắn là phong độ sẽ cao tại vì là đây là trận đấu đầu tiên. Phong độ luôn luôn được ảo mà. Để rồi. Rất nhanh. Nhanh thế nhở. Đang cần cẩn thận hơn. Đỡ rồi đấy. Không về vệ. Thời gian từ giờ tới 3 phút. Kaka.
ôi giời. Một pha 360 và một pha CD của Ronaldo. Baby. Hả? Ok á. Thua cũng được. Thầy các cậu tầm này tôi đá không quan trọng thắng thua nha. Cứ có cầm, cứ cầm được luôn một cái bóng. Nói nhiều. Theo Hernandez. Và đó là một chiến thắng với chiếc đồng đội. Và đây là cú sút. Ủa ơi. Bắt rất tốt. Đi là chật nhanh đã. Những pha bắt thật khá đẹp mắt. Vị trí đã phạt rất đẹp. 29m à? Thực hiện pha sút phạt. Ui mạnh thế. Vâng, không hề dễ để có một cơ hội. Hôm nay vạch tí thôi mà. Mạnh đi nhở? Wow. Đẹp dở. Trai. Ai nhở? Không quen. Đi ra đi. Ui, cảm giác quả bóng ướn lượn nhẹ nhàng. Bàn thắng thứ 2 men. Ui, các bạn nhìn cái form sút không? Nhẹ thực sự luôn đấy. Em phải đồng diễn á. Tùy tình huống bạn ạ. Tùy tình huống nào cũng độc diễn được đâu. Anh ta sút. Ui. Pha bóng tốt. Cơ bản cảm nhận nó nhanh thật đấy. Ra chân nhanh ấy. May quá. Ờ, rô này 2.5 năm mà anh em. Trời ơi. Uầy, phát đồ đời trông kiểu thủ môn tạo dáng bãi trường luôn ấy. Ha ha, tuyệt vời quá. Ui dồi ôi. Chơi có phải khóc. Men đi sau trận này khi thì phải đi khám xương tay luôn á. Anh ấy nhận DC vào sinh nhật mình đã không? Cần phải thật tốt nếu bạn không muốn đi tắm sớm thì nhận không phải bạn. Ui! Trời ơi, bật cái nút ngon của tôi. Ôi cảm giác ấy. Tôi chỉ muốn dùng hai chữ, hai từ. Hoàn hảo. Sút tởm hơn MC luôn á. Cái chỗ này như cái gì này. Tôn Z rồi. Đây chạy chỗ kiểu Tôn Z. Tôn Z rồi. Cái cảm giác sút nó khác với mùa MC nhiều lắm nha. Đấy là còn vướng một kèo KK. Bây giờ làm sao tháo được một kèo KK ra đã luôn á. 9.8, Mendy bao nhiêu? 7.4 nữa, vô lý. Uầy, Phong phòng độ cao này. Phong Milan à? Chào Phong nhá. Phong đá hay đấy. Cẩn thận.
Anh đùa với Phong. Đây. Phong truyền. Phong truyền. Đấy. Phong đan, Phong sút, Phong vào. Và thắng tuyệt đẹp của Fernando Torres. Torres chạy chỗ khôn á. Đó là một pha cứu đá nhất mà tôi từng được chứng kiến. Yeah. À, quả đấy là giả rồi. Quả đấy là do đội bạn chọn vị trí hơi lệch. Phải két mấy pha đấy chứ anh em. Cầm bóng sút thì để làm gì đâu. Phải có những thế mới có mấy cái pha đẹp mắt ấy, đúng không? Ui, ACN. Ui đã nhờ. Phát nào re phát đấy rồi. À, quá ác quỷ. Pha đánh gót cực kỳ mượt mà, nhưng mà chúng ta có thể thấy được pha chạy chỗ 10 điểm của Ronaldo trong tình huống này. Chạy như một con thoi vậy. Chết. Ui giời ơi. Ice. Cứu. Cứu không. Hai công bốn hai còn gì nữa. Phút 17. Hoàn Kun à? Bạn Kun Huỳnh à? Hello Hoàn. Chào Hoàn. Thấy này. Ui, Van Vết Đê kìa. Ui, vai bìu à, Van Vết Đê chạy kìa. Ủa ôi, cái gì đấy? Ui, bị đè tưởng ngã rồi mà. Ui, quả đấy, quả đấy tưởng Ronaldo mất trụ rồi đấy. Ui, nó hoàn hảo quá. Ê, cái kèo đá đúng đá luôn á. Cậu ơi, cậu ổn không? Ui, anh ấy đã có được bóng. Chạy xa quá. Phanh ABS là không được rồi. Nâng cấp loại phanh nào mới đi. Phanh quân cấp. Chỉ có phanh đấy mới hãm được anh Rô thôi. Navas phản đội. Navas phản bội Rô. Ui, nhưng cảm giác nhìn nó vẫn phê nhỉ anh em nhỉ. Mặc dù trận này sút hơi mấy quả hơi fail, nhưng mà nhìn cũng khác. Đi bóng phát nào đó phát đấy. Đáng quá. Later. Vẫn truyền được nhỉ. Anh ta đứng như thế vẫn truyền được á. Hay thế nhỉ. Ronaldo. Ôi trời ơi, hôm nay đội hình thoáng đấy. Tăng tốc. Sút đi. Ố. Một đã dướn người hết sức và đã cản được. Ít nhất thì cũng có đã bắt được kìa. Kỹ thuật rất tốt. Ôi trời ơi, căn bản men. Ơ này, có pha gấp bóng qua đầu sút tơ nào chứ men? Hình như chưa thì phải.
từ tình huống này. Anh chào khán giả. Hai quả nữa nè, làm poker nha. Trời, khoảng cách xa chưa kìa. Đó là món đặc sản của kênh chúng ta. Gấp bóng vô lề. Quá đủ rồi. Một ngày làm ác quỷ với tôi như thế là đủ. Nào, chúng ta cùng xem lại bàn thắng đá phạt của Ronaldo. Trời ơi, quá đẹp mắt. Ủa và bàn thắng đã tới với quả vô lê này. Quá đẹp.